Cảnh sát giao thông bị diễn viên Ngọc Lan lớn tiếng nói, tôi chưa gặp ai như cô ta. Tôi thấy nghệ sĩ, diễn viên là những người đàng hoàng, họ có trình độ nên xuống xe nói chuyện rất lịch sự, chứ chưa gặp ai như cô ta, thiếu tá cảnh sát giao thông Nguyễn Hoàng Tâm chia sẻ. Chiều ngày 6 tháng 9, thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, phó đội trưởng đội công an cảnh sát Rạch Chiếc xác nhận đoạn clip trên xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 9. Thời điểm trên, tổ chuyên đề gồm 8 chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc do thiếu tá Tâm trực tiếp chỉ huy làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, thì phát hiện nữ diễn viên Ngọc Lan lái ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu nữ diễn viên xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, Ngọc Lan đã không mang theo giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, giữ xe nhưng nữ diễn viên Kiều Nữ và đại gia không đồng ý, mà yêu cầu cho thời gian để người nhà mang giấy phép lái xe đến. Cô ta nói đang đi đóng phim và xin đợi người nhà mang giấy phép lái xe lên, nhưng theo quy tắc, cảnh sát giao thông không cho thời gian để người vi phạm mang giấy tờ đến. Vì khi lái xe, tài xế phải luôn mang theo giấy tờ theo người. Cô ta không nắm luật mà cứ nói sai, tôi đã chỉ đạo anh em xử lý nhẹ nhàng, đồng thời đợi nhưng người này vẫn cứ lớn tiếng, công an phường sau đó có mặt hỗ trợ, thiếu tá Tâm nói. Sau khoảng 1 giờ, người nhà nữ diễn viên mang giấy tờ đến và cảnh sát lập biên bản với hai lỗi chạy quá tốc độ cho phép và không mang theo giấy phép lái xe khi lưu thông. Lúc này Ngọc Lan mới chấp nhận ký vào biên bản vi phạm. Tôi thấy nghệ sĩ, diễn viên là những người đàng hoàng, họ có trình độ nên xuống xe nói chuyện rất lịch sự, chứ chưa gặp ai như cô ta. Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chia sẻ. Tối ngày 5 tháng 9, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip diễn viên Ngọc Lan lớn tiếng với cảnh sát giao thông. Sau khi bị xử phạt vì điều khiển xe quá tốc độ, clip ghi cho thấy cô đã không xuất trình được giấy phép lái xe và phải chờ người nhà mang tới. Trong quá trình chờ đợi, Ngọc Lan mất bình tĩnh, liên tục lớn tiếng với lực lượng cảnh sát giao thông. Hành động này của Ngọc Lan vấp phải sự phản ứng từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng dù là người nổi tiếng, cô cũng cần tôn trọng luật giao thông và cư xử đúng mức với người thi hành công vụ. Trả lời về sự việc này, nữ diễn viên Kiều Nữ và đại gia cho biết cô không muốn nói gì thêm vào lúc này. Những gì tôi nói đều chỉ là một chiều từ phía mình, không có bằng chứng. Hy vọng công an quận 9 có thể cung cấp đầy đủ clip từ lúc tôi bị ngồi xuống bàn viết biên bản cho đến khi lên xe ra về, cô nói. Tôi tin sau khi xem clip, mọi người sẽ có cái nhìn đầy đủ nhất, Ngọc Lan khẳng định. Khi được hỏi về cảm xúc hiện tại khi clip bị phát tán trên mạng xã hội, nghệ sĩ 32 tuổi bình thản, tôi cảm thấy kiêu hãnh một clip gần 2 tiếng mà bị cắt gọt như vậy để phát tán lên mạng. Đáng để mình thấy kiêu hãnh, đây cũng là chuyện xảy ra mỗi ngày nên chẳng khiến tôi suy nghĩ, Ngọc Lan nói thêm. Ngọc Lan tự nhận là người nóng tính nên khó có thể kiềm chế nếu tức giận khi xảy ra khúc mắc với cảnh sát giao thông. Nữ diễn viên Kiều Nữ và đại gia sinh năm 1985, được chú ý nhờ vào các phim Kiều Nữ và đại gia, Âm Tính, Cổng Mặt Trời. Cô kết hôn với diễn viên Thanh Bình vào tháng 7 năm 2016 sau một năm hẹn hò. Cặp đôi có một bé trai chào đời hồi đầu năm. Sau Nam Việt kết hôn xong, rơi vào cảnh vợ dùng như phá, nể nhất vẫn là Trấn Thành. Không chỉ các sao nữ sau khi lấy chồng bỗng dưng xuống sắc, các sao nam cũng không tránh khỏi trường hợp này. Khởi nghiệp là một hot boy rất được cư dân mạng yêu mến bởi ngoại hình Tây của mình. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ, hình ảnh của Piazzo càng ngày càng mất điểm, không chỉ bởi scandal ngoại tình của anh chàng mà còn cả ngoại hình. Lấy vợ xong, nam diễn viên ngày càng phát tướng và không có dấu hiệu hồi lại. Gương mặt và thân hình đều biến đổi khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nhìn hình ảnh này không ai nghĩ Piazzo sinh năm 1990. Có vẻ như truyền thuyết vợ dùng như phá là có thật trên người Piazzo.
Siêu mẫu Bình Minh cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như Piazzo, nhưng có phần nhiều là do tuổi tác khiến anh xuống sắc. Hồi trẻ phong độ bao nhiêu thì sau khi lấy vợ, Bình Minh gây thất vọng bấy nhiêu. Dù vẫn giữ được thân hình chuẩn, nhưng gương mặt của Bình Minh béo lên trông thấy. Trong khi đó bà xã lại ngày càng mặn mà, ngày cưới bị chê kém sắc hơn chồng nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác. Mới cưới Khởi My không lâu nhưng Khe Vinh Khánh cũng đã nhanh chóng gia nhập hội trai xuống sắc vì lấy vợ. Trước đó toàn khoe sáu múi khiến ai cũng mê. Nhưng gần đây đã trở thành một múi. Thậm chí sắp kéo lên đến mặt. Tất cả là nhờ công Khởi My chăm chồng khéo quá. Có lẽ muốn Khởi My tăng cân nên Khe Vinh Khánh cũng phải chịu khổ cùng vợ. Khi mới lấy Harry Won, trong khi vợ tích cực giảm cân, thì Trấn Thành lại ngày càng phát tướng. Thân hình Trấn Thành cũng trông mũm mĩm hơn. Thậm chí còn có mọng mỡ. Tuy nhiên sau đó không để bị xuống sắc như những sao nam trên, nam danh hài cũng đã tích cực giảm cân và đã thành công. Tất nhiên nam danh hài cũng hào hứng khoe thành tích của mình. Có thế này Harry Won mới đỡ mang tiếng dùng chồng như phá. Vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển hôn nhau nồng cháy trong kỳ nghỉ. Cặp đôi trốn con trai để tận hưởng những giây phút riêng tư bên nhau. Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng cô trong dịp đi nghỉ dưỡng tại một resort ở Mũi Né. Cặp đôi nhờ người thân chăm sóc cô Bi vì muốn có khoảng không gian riêng tư sưởi ấm tình cảm. Kiện tướng Dan Sport cho biết thời gian qua vợ chồng cô bận rộn với các giải thi đấu, dạy học trò và tham gia nhiều chương trình biểu diễn. Do đó khi sắp xếp được lịch làm việc, cả hai tranh thủ du lịch để nạp năng lượng. Gái một con khoe vóc dáng thon thả trong bộ áo đắm gợi cảm và tạo dáng trước ống kính. Khánh Thi tâm sự cô Bi đã 2 tuổi bắt đầu đi học mẫu giáo nên cô không phải vất vả chăm nom như trước. Sống bên nhau đã nhiều năm, tình cảm Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng mặn nồng, tuy nhiên cả hai vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Phi Thanh Vân tiết lộ để lại 20 tỷ cho con trai và từ chối 3 người đàn ông theo đuổi. Những con số này một lần nữa khiến công chúng phải có cái nhìn khác về nữ hoàng giao kéo. Tối qua, Phi Thanh Vân xuất hiện tại một sự kiện với chiếc đầm ôm khoe đường cong cơ thể. Sau khi hoàn thành ca đại phẫu thuật, nhan sắc và thân hình của nữ diễn viên cũng trở nên gợi cảm hơn. Sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai và chăm chỉ làm việc. Nữ diễn viên tiết lộ cô miệt mài kinh doanh và số tài sản dành cho con trai hiện nay đã lên đến 20 tỷ. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân cho rằng đó là con số quá ít.
cô sẽ phải kiếm thêm tiền để lo cho tương lai của con một cách tốt nhất. Trước đây, Phi Thanh Vân chia sẻ đã từng có đến 20 người đàn ông thành đạt, đẹp trai trên toàn quốc, theo đuổi nhưng đến nay con số đó đã lên đến khoảng 30 người. Lý do Phi Thanh Vân từ chối là vì bản thân không cần một người đàn ông giàu có về vật chất, bởi cô đủ điều kiện để chăm lo cho mình và con. Khi nhắc đến chuyện sẽ giải nghệ, Phi Thanh Vân lập tức phản pháo, nữ diễn viên chưa bao giờ khẳng định mình sẽ không hoạt động nghệ thuật, vì thế mọi người đừng vội chỉ trích cô, chiêu trò hay đánh bóng tên tuổi.